Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những điều ông Trump hứa thực hiện sau khi thắng cử Ngày 8 tháng 11, BBC tiếng Việt cho hay Donald Trump hứa làm 7 điều này trên cương vị tổng thống Theo BBC, sau chiến thắng, ông Donald Trump tuyên bố sẽ hành động để thực hiện các lời hứa về vấn đề người nhập cư, nền kinh tế và cuộc chiến ở Ukraine Hình ảnh bài trên BBC BBC cho biết 7 việc mà ông Trump hứa sẽ làm bao gồm Thứ nhất, trục xuất người nhập cư không giấy tờ. Trong quá trình tranh cử, ông Trump đã hứa thực hiện các cuộc trục xuất người nhập cư không giấy tờ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và cam kết hoàn thành việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Các chuyên gia nói với BBC rằng, những cuộc trục xuất quy mô lớn như Trump đã hứa sẽ đối mặt với các thách thức pháp lý và hậu cần rất lớn, có thể sẽ làm chậm sự tăng trưởng kinh tế. Thứ hai, các bước đi về kinh tế, thuế và thuế nhập khẩu. Dữ liệu tham dự ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu cho thấy nên kinh tế là vấn đề chính đối với cử tri. Trump đã hứa sẽ chấm dứt lạm phát, nhưng quyền lực của Tổng thống trong việc tác động trực tiếp đến giá cả là có hạn. Ông cũng đã hứa sẽ cắt giảm thuế toàn diện, miễn thuế thu nhập từ tiền boa, bãi bỏ thuế đối với các khoản thanh toán an sinh xã hội và cắt giảm thuế doanh nghiệp. Ông đề xuất mức thuế mới ít nhất là 10% đối với hầu hết các hàng hóa nước ngoài để cắt giảm thâm hụt thương mại. Ông cho biết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể phải chịu mức thuế bổ sung 60%. Một số nhà kinh tế đã cảnh báo rằng những động thái như vậy có thể đẩy giá cả lên cao. Hình ảnh tân Tổng thống Mỹ Donald Trump Thứ ba, ân xá tù nhân vụ bạo loạn ở đội Capitol. Trump đã nói rằng ông sẽ trả tự do cho một số người bị kết tội trong cuộc bạo loạn ở Washington DC vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 khi những người ủng hộ ông xông vào tòa nhà quốc hội để ngăn chặn chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông tiếp tục nói rằng nhiều người trong số họ bị giam giữ oan, mặc dù đã thừa nhận rằng một số người có lẽ đã mất kiểm soát. Thứ tư, sa thải công tố viên đặc biệt Jack Smith. Trump đã thề sẽ sa thải công tố viên kỳ cựu dẫn đầu hai cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông trong vòng 2 giây sau khi nhậm chức. Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã truy tố ông về những nỗ lực bị cáo buộc nhằm lật ngược cuộc bầu cử vào năm 2020 và về việc ông bị cáo buộc đã sai phạm trong việc xử lý, lưu trữ các tài liệu mật. Trump phủ nhận mọi hành vi sai trái và đã ngăn chặn cả hai vụ án đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử. Trump sẽ trở lại Nhà Trắng với tư cách là tổng thống đầu tiên bị kết án hình sự sau khi bị kết tội tại New York vì làm giả hồ sơ kinh doanh. Thứ năm, chấm dứt chiến tranh Ukraine. Trump đã chỉ trích việc Mỹ chi hàng chục tỷ đô la để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga và cam kết sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ thông qua một thỏa thuận đàm phán. Trump còn kêu gọi đồng minh Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở giải Gaza ông cũng cam kết chấm dứt bạo lực liên quan ở lebanon mà không đưa ra chi tiết cụ thể hình ảnh tổng thống ukraine và donald trump thứ sáu không cấm phá thai trái với mong muốn của một số người ủng hộ ông trump sẽ không ký luật cấm phá thai toàn quốc trump thường nói rằng các bang nên được tự do quyết định luật phá thai của riêng mình nhưng ông gặp khó khăn trong việc duy trì một thông điệp nhất quán về vấn đề này thứ bảy cắt giảm các quy định về khí hậu trong nhiệm kỳ tổng thống đầu trump đã hủy bỏ hàng trăm biện pháp bảo vệ môi trường và biến nước mỹ trở thành quốc gia đầu tiên rút khỏi thỏa thuận khí hậu paris lần này ông cam kết tăng sản lượng nhiên liệu hóa thạch của mỹ tuyên bố sẽ khoan 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 ngay từ những ngày đầu thay vì ủng hộ các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió ông muốn mở cửa các khu vực như vùng hoang dã bắc cực cho hoạt động khoan dầu, điều mà ông cho rằng sẽ giúp giảm chi phí năng lượng, mặc dù các nhà phân tích vẫn còn hoài nghi. Dự thảo luật dữ liệu gây lo ngại cho các công ty công nghệ Hoa Kỳ. Ngày 5 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài, giới công nghệ Mỹ cảnh báo luật sắp ban hành của Việt Nam sẽ gây nhiều khó khăn. Theo đó, VOA cho hay, các công ty công nghệ Hoa Kỳ đã cảnh báo chính phủ Việt Nam rằng dự thảo luật thắt chặt các quy định về bảo vệ dữ liệu và giới hạn chuyển dữ liệu ra nước ngoài sẽ hạn chế các nền tảng truyền thông xã hội và các nhà điều hành trung tâm dữ liệu tăng trưởng làm ăn tại Việt Nam. Và đây là hình bài trên VOA. VOA nhắc lại, Việt Nam với dân số 100 triệu người là một trong những thị trường lớn nhất thế giới cho Facebook và các nền tảng trực tuyến khác đang đặt mục tiêu tăng trưởng theo cấp số nhân cho ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu của mình bằng cách đầu tư nước ngoài trong những năm tới. VOA dẫn lời ông Jason Osman, Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp, Công nghệ Thông tin, một hiệp hội thương mại đại diện cho các công ty công nghệ lớn, bao gồm Meta, Google và nhà điều hành trung tâm dữ liệu Equinix nhận xét. Dự thảo luật sẽ khiến các công ty công nghệ, nền tảng, truyền thông xã hội và nhà điều hành trung tâm dữ liệu gặp khó khăn trong việc tiếp cận những khách hàng phụ thuộc vào họ hàng ngày. Trong khi đó, theo VOA, các quan chức Việt Nam và nước ngoài cho biết dự thảo luật đang được thảo luận tại Quốc hội cũng được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng tiếp cận thông tin và được Bộ Công an thúc đẩy. Tuy nhiên, Bộ Công an và Bộ Thông tin không trả lời các nỗ lực liên quan qua email và điện thoại. VOA cho biết theo chương trình của Quốc hội vốn có thể thay đổi, Quốc hội Việt Nam đang thảo luận về luật trong phiên họp kéo dài một tháng này và dự kiến sẽ thông qua vào ngày 30 tháng 11 nếu đủ điều kiện. Các quy định hiện hành của Việt Nam đã hạn chế việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới trong một số trường hợp, nhưng chúng hiếm khi được thực thi. VOA cũng cho biết, không rõ luật mới nếu được thông qua sẽ tác động như thế nào đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Một phiên họp biểu quyết luật của Quốc hội. VOA trích dẫn hãng tin nước ngoài vào tháng 8 cho biết rằng, Google đang cân nhắc thành lập một trung tâm dữ liệu lớn ở miền Nam Việt Nam trước khi dự thảo luật vừa kể được trình lên Quốc hội. Công ty nghiên cứu BMI cho biết, Việt Nam có thể trở thành một tác nhân lớn trong khu vực trong ngành trung tâm dữ liệu, trong khi các hạn chế về quyền sở hữu của nước ngoài sẽ kết thúc vào năm tới. Trong số các điều khoản của dự thảo luật, có việc phải xin phép trước khi chuyển ra nước ngoài, dữ liệu cốt lõi và dữ liệu quan trọng vốn đang được định nghĩa mơ hồ. Ông Osman nhận định điều đó sẽ cản trở hoạt động kinh doanh của nước ngoài. Vẫn theo VOA, các công ty công nghệ và các công ty khác ủng hộ luồng dữ liệu xuyên biên giới để cắt giảm chi phí và cải thiện dịch vụ, nhưng nhiều nơi, bao gồm Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc, đã hạn chế các hoạt động chuyển giao đó, nói rằng điều đó cho phép họ bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư và thông tin nhạy cảm. Theo dự thảo luật các công ty sẽ phải chia sẻ dữ liệu với Đảng Cộng sản của Việt Nam và các tổ chức nhà nước trong nhiều trường hợp, vốn được định nghĩa mơ hồ, kể cả trường hợp hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể vì lợi ích công cộng. Ông Osman cho biết, ngành công nghiệp công nghệ Hoa Kỳ đã nêu lên mối quan ngại với chính quyền Việt Nam về việc mở rộng quá mức quyền truy cập dữ liệu của chính phủ. VOA dẫn lời ông Adam Stichkoff, giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội cho rằng, Lực mới sẽ gây ra những thách thức đáng kể về tuân thủ đối với hầu hết các công ty tư nhân. Đồng thời lưu ý, các cuộc đàm phán đang được tiến hành để thuyết phục chính quyền xem xét lại quá trình lập pháp vội vã đối với luật này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin dự thảo luật dữ liệu gây lo ngại cho các công ty công nghệ Hoa Kỳ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết. Và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời Bảo Trong Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.